thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 28 tháng 3 năm 2024. Kospi giảm 0,34% và đắt đóng cửa với mức giảm 0,13%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. HYBE đang hợp tác với Universal Music Group, công ty âm nhạc lớn nhất thế giới, để tăng cường ảnh hưởng toàn cầu của K-pop. HYBE thông báo vào ngày 27 rằng họ đã ký hợp đồng phân phối độc quyền toàn cầu với Universal Music Group và Music Agency Universal Music Group sẽ độc quyền phân phối album vật lý và nhạc số do các hãng trực thuộc hai và phát hành ra thị trường toàn cầu trong 10 năm tới. Universal Music Group cũng quyết định hỗ trợ quảng bá và tiếp thị các hoạt động của nghệ sĩ Hibe Labels tại Bắc Mỹ. Nghiên cứu cơ bản của Raon Secur, tế bào, động vật phát triển nội dung thực hành môi trường ảo trong lĩnh vực này, an toàn nghiên cứu, năm, năm, để nâng cao hơn nữa chuyên môn. Raon Secur là một công ty nền tảng xác thực và bảo mật công nghệ thông tin, đã hợp tác với Quỹ hợp tác học thuật công nghiệp của Đại học Công giáo để cung cấp nội dung đào tạo như khám nghiệm tử thi, kỹ thuật, quản lý, lấy máu, gây mê và cái chết êm ái cho động vật thí nghiệm sử dụng thiết bị thực tế mở rộng, SA. Hội đồng IR Hàn Quốc đã phân tích vào ngày 28 rằng APCO sẽ đạt được tổng doanh thu hàng năm là 100 tỷ won trong năm nay do thực hiện dự án văn phòng giáo dục Seoul và Georgia. Ý kiến đầu tư và giá cổ phiếu mục tiêu không được trình bày. Năm ngoái, tỷ trọng doanh thu của doanh nghiệp là 53% đối với thiết bị chơi game 41,6% đối với các công trình công cộng và 5,4% đối với thiết bị gia dụng nhỏ. Đặc biệt, hãng đang ghi nhận hơn một nửa thị phần nhờ cung cấp hộp sạc đầu tiên tại Hàn Quốc cho các văn phòng giáo dục thông qua các dự án công cộng với tỷ lệ cao nhất ngành. Nivec tuyên bố vào ngày 28 rằng họ đã xác nhận rằng loại thuốc mới NP201 do họ tự phát triển có hiệu quả tuyệt vời trong việc điều trị tăng huyết áp động mạch phổi trong các thử nghiệm tiền lâm sàng. Nivec có kế hoạch bổ sung thêm chứng tăng huyết áp động mạch phổi như một dấu hiệu cho các thử nghiệm lâm sàng toàn cầu về NP201. Gần đây, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, đã phê duyệt Opsimi của Johnson và Johnson là phương pháp điều trị tăng huyết áp động mạch phổi đầu tiên trên thế giới. Sau đó, loại thuốc mới Winry Bayer của Merck và Company Merck cũng nhận được sự chấp thuận của FDA và các công ty đang phát triển phương pháp điều trị tăng huyết áp động mạch phổi đang thu hút sự chú ý trên thị trường. IBK Investment và Security và Hoban Group đang chung tay mở rộng sức mạnh tổng hợp tài chính mới. IBK Investment và Security thông báo vào ngày 28 rằng họ đã ký một thỏa thuận kinh doanh, mô, để tạo ra sức mạnh tổng hợp bền vững với tập đoàn Hoban tập đoàn Hoban có khoảng 40 chi nhánh tài chính và phi tài chính trực thuộc, bao gồm Hoban Construction, Hoban Industry, Hoban Property, Hoban Hotel và Resort và Taihan Electric Wire. Phân tích cho thấy Naver sẽ ghi nhận hiệu suất tốt trong quý đầu tiên vượt quá mong đợi của thị trường. Chìa khóa cho sự tăng trưởng được cho là sự gia tăng lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng của Naver Pay, công ty tích hợp tài chính, bất động sản và chứng khoán. Vào ngày 28, Hyunyeong Kim, nhà nghiên cứu tại Hyundai Motor Security, cho biết Kết quả hoạt động trong quý đầu tiên của Naver rất tốt, đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Lợi nhuận hoạt động là 385,3 tỷ KRW với doanh thu 2,4661 nghìn tỷ KRW cộng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận hoạt động là 391,6 tỷ KRW cộng 18,5%. Mire Industry thông báo vào ngày 28 rằng họ đã tổ chức lễ khai trương công ty tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam vào ngày 26 giờ địa phương việc thành lập tập đoàn Bắc Ninh này nhằm đa dạng hóa khách hàng bằng cách hướng tới thị trường Đông Nam Á. Công ty giải thích rằng các công ty đúc lớn trên thị trường bán dẫn đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam và thành phố Bắc Ninh có nguồn nhân lực dồi dào và chuỗi cung ứng công nghệ cao. Hana Micron đang nhận được sự chú ý khi được đánh giá là người hưởng lợi từ nguồn cung cấp Nvidia HBM của Samsung Electronics sau sự phát triển của công nghệ nguyên mẫu đóng gói 2.5D của loại bán dẫn AI. Vào ngày 28, Hana Micron đã khắc phục vấn đề nhô ra của ngày hôm trước và đóng cửa thị trường với giá đóng cửa là 28.150 won cộng 10,39% nhờ lượng mua lớn của người nước ngoài. Tin tức đáng chú ý trong phiên giao dịch tiếp theo, ngày 29 tháng 3 năm 2024. Triển lãm ô tô New York dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 theo giờ địa phương. Thời hạn công bố lại báo cáo liên quan đến việc Celprian thành lập nhà máy Trung Nam và đầu tư 300 tỷ KRW vào năm 2028. SKDND có kế hoạch thay đổi niêm yết vào ngày này sau khi tạm dừng giao dịch do thay đổi niêm yết do chia tách công ty. Theo dõi Bắc Kít VN để cập nhật tin tức tài chính Hàn Quốc.